nay mình vừa mới nhận được một gói quà của một cái đơn hàng của cái Narada. Cái này là Ninina. Đây là cái chiếc radio Sony. Mình vui cái hộp này coi. Tặng cho ba mình. Đóng gói bằng các cái chống sốc này rất là chắc chắn, an toàn. Đây là hộp nguyên của Sony ICF 306 của hãng Sony Japan, sử dụng hai pin AA đó. Mà tại sao đây? Các cái thông số này chỉ có FM và AM thôi, radio nó hai sóng chứ không đa dạng như là của ở Trung Quốc. Dây pin radio cái này sản xuất tại Okoman. Công ty Okoman. Bảo hành này, thiết bị Sony này 306 của công ty Nguyễn Vinh điện tử, cửa hàng điện tử Vinh. Như chất lượng thì bạn thì Sony thì nhiều người nói là nó cũng rất là tốt, âm thanh được. Nhưng mà cái chức năng của nó thì nó cũng không được rộng rãi nhiều như gọi hàng Trung Quốc, thì nó nhiều các chức năng, nhiều sóng, với nên thôi đôi khi còn cắm được cả thẻ để mình nghe nhạc USB MP3. Đây là cái tai nghe này, rất cắm tai nghe to nhỏ này, tắt mở on off này, báo sóng tín hiệu này, FM AM này, hai pin AA này. Nói chung là sách hướng dẫn khi sử dụng tiếng Anh. Cái này thì nó đơn giản thôi, không cần cái này hết à. Chắc họ kiểm tra thế này là thấy nó đóng, nó sơ sài, nó không được lắm. À, nhân vật chính này. Sony. To nhỏ này. Ra là mà ra tai nghe. Bên này không có cái gì hết á. Cái này của hãng chính hãng Sony. Từ mã hiệu mà cái này, nó cũng đơn giản thôi chứ không có gì nữa. Trên này thì FM, AM, FM. Đây là điều chỉnh của sóng. Sau này có cái tay cầm á. Tay cầm này nó cũng rất là nó tiện để cho mình là xách đi xách lại cho nó tiện, thật
thật sự nó cũng rất là bé đó. Nhưng mà có cái này thì nó tiện hơn, cầm đi đi lại. Nó để nguyên ở đây cho nó chống bị thất lạc ấy. Bên này nào. Của bên này. Đây là bên 2A này. Nó có cái buồng riêng này, nó không cái nào lớn hơn cái nào cả, riêng biệt. Mua thì họ cho thêm cái bên passenger này. Panasonic này thì nó cũng thường thôi chứ không phải là dạng bên sạc. Mình cũng có đặt một số các cái mấy viên pin mà sạc của hãng Soli đấy. Bảo nghe nói bảo sạc được cả ngàn lần, cũng không biết nào. Nhỏ gọn. Đây cái tờ A4 thì nó chiếm gói gọn nó sạch dư này. Này mình có thể chống cái này để cho nó không bị nằm xuống, nó nghiêng cái này thì mình dễ dành hơn. Cà Mau triển khai nhiều biện pháp đảm bảo an toàn giao thông đường thủy. Bài vì một Tây Nguyên bình yên. Kể chuyện kể về hành trình triệt phá ổ nhóm chuyên cướp tài sản của lái xe ô tô đường dài. Kết thúc chương trình là phản ánh Hà Nam nỗ lực kéo giảm tội phạm và tệ nạn ma túy. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm lại những tin tức an ninh trật tự trên các tỉnh thành trong cả nước. Chiều 8 tháng 10, phòng không có một cái gì cái phát sóng bình thường ở sao ấy. Cái này nó lựa chọn này. Đây là có cái báo tín hiệu về đường sóng này. Bắt được sóng là nó báo chỗ này đèn đỏ lên, còn cái này nó báo ngoài bắt đầu dừng không có sóng của AM. Cảnh sát giao thông công an huyện Mai Sơn, Sơn La đã bắt quả tang đối tượng Đặng Văn Đạo. Thì không bắt được rõ thì cái đèn đỏ này nó không lên đó. Bắt là Đặng Văn Trường 42 tuổi bị bắt tại quốc lộ 4G thuộc địa phận bản Đạ Ơt, xã Đạ Ơt, huyện Mai Sơn khi đang vận chuyển tăng vật thu giữ gồm 4 bánh heroin, 2.000 viên ma túy tổng hợp, 1 đồng tiền mặt. Tại cơ quan, đối tượng chưa khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên cho một đối tượng không rõ lai lịch để kiếm tiền tiêu xài, đang trên đường vận chuyển thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ. Hai nữ sinh học lớp 9 thuộc tộc người Đan Lai. Cả mọi người. Ở đây có mặt là động từ chỉ sự hiện hữu của người, là trợ từ để biến câu khẳng định thành câu hỏi. Khi nói câu này, các bạn nhớ các bạn sẽ đem lại cho mẫu. Trong bài 7, chúng ta đã học từ arimas là động từ để chỉ sự tồn tại của vật. Tôi
vậy ở đây thì có thể sẽ mất đúng không ạ? Trong màn hai đối tượng khai là bán hai nữ sinh cho một người lạ không biết địa chỉ. Một viện bộ dưỡng tra bằng các biện pháp nghiệp vụ. Cây với trời, sao nó cái trồng tréo này nó buồn cười quá. Được mỗi một cân á. Thưa quý vị, trong 6 tháng của năm 2018, toàn tỉnh Cà Mau xảy ra đến 3 vụ tai nạn giao thông đường thủy, làm 3 người tử vong. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông đường thủy giảm 1 vụ, giảm 6 người bị thương, song mức độ nguy hiểm và thiệt hại vẫn ở mức cao. Bởi vậy, lực lượng chức năng tỉnh Cà Mau đã và đang có nhiều biện pháp triển đảm bảo an toàn giao thông đường thủy bàn từ nay cho đến cuối năm. Về nội dung này, Vương Dũng có bài phần. Không phải, không gì. Quý vị, theo đánh giá của lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Cà Mau, nguyên nhân chủ yếu gây ra tai nạn đường thủy đa phần là chưa hiện hiệu luồng hoạt động của một số đoạn sông quanh co, vật chứng lại trên sông như đáy neo, đáy bè, đáy cá kèo còn nhiều chưa được chính quyền địa phương quan tâm giải tỏa. Trung tá Đoàn Thanh Khải, phó trưởng phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Cà Mau cho rằng nguyên nhân chủ yếu là do ý thức của người tham gia giao thông cũng như ban đêm không trang bị đèn tín hiệu, người điều khiển phương tiện có nồng độ rượu bia vượt mức cho phép hay người điều khiển phương tiện chưa đủ tuổi. Thời gian qua tình hình trật tự an toàn giao thông đường thủy trên địa bàn tỉnh Cà Mau mặc dù tương đối ổn định nhưng từng lúc từng nơi tai nạn giao thông có nhiều phức tạp, chủ yếu là phương tiện có những hành vi vi phạm các lỗi chủ yếu là những đi ban đêm mà không trang bị đèn tín hiệu, người điều khiển phương tiện không đủ tuổi theo quy định. Chia sẻ cho các bạn một chút về cái đài Soli này nha. Soli FM AM FM Radio 306.